Đằng sau mỗi lá cờ của một nước đều mang một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng, gắn liền với chặng đường lịch sử, ẩn chứa bên trong niềm tự hào dân tộc. Hiểu về mỗi lá cờ là hiểu được tinh thần của mỗi đất nước, cùng nhìn rộng ra thế giới với series Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với series Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Và bây giờ hãy theo chân Phương Duyên, chúng ta đến với xứ sở đất nước Philippines nhé. Như mọi người cũng biết đó, Philippines không chỉ tuyệt vời từ cảnh sắc thiên nhiên, những bãi biển đẹp như thiên đường hay là thực phẩm truyền thống ngon ngất ngây, người dân thân thiện, mà Philippines còn khiến cho các bạn trầm trồ bởi những điều thú vị mà có lẽ nhiều khi chúng ta chưa từng nghe tới. Và bây giờ hãy cùng Phương Duyên chúng ta cùng tìm hiểu về lá cờ của Philippines nhé. Vâng, quốc kỳ Philippines là một biểu tượng quốc gia đặc biệt với nhiều ý nghĩa sâu sắc. Và ngoài ra, lá cờ Philippines còn có một màu đỏ sáng rực biểu thị cho dòng máu người Mã Lai của quốc gia. Và lá cờ Philippines có rất nhiều ý nghĩa như là tình yêu thương và hy vọng cùng với sự đoàn kết và tự do. Và lá cờ Philippines là biểu tượng cho đại diện quốc gia Philippines, được chấp nhận từ năm 1898. Và đặc trưng của lá cờ này bao gồm 3 dải màu, đỏ, xanh và trắng. Dải màu đỏ thì đại diện cho sự can đảm và lòng yêu nước của dân tộc, còn dải màu xanh thì đại diện cho hy vọng và sự tươi trẻ của đất nước. Và dải màu trắng thì đại diện cho lòng trung thực, sự thuần khiết và hòa bình. Lá cờ Philippines thì không có màu xanh lá cây mà thay vào đó là màu xanh đậm. Đây cũng được coi là một trong những điểm đặc trưng của lá cờ Philippines. Và bây giờ thì quý vị và các bạn hãy cùng Phương Duyên chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của những cái phần ở trên lá cờ của Philippines nhé. Lá cờ Philippines là biểu tượng của sức mạnh và lòng trung thành của đất nước, với các thành phần trên lá cờ đại diện cho khát vọng độc lập và tự do. Nó cũng thể hiện tinh thần đấu tranh của người dân Philippines trong suốt lịch sử. Và trên cơ sở đó thì lá cờ Philippines không chỉ là biểu tượng của quốc gia mà còn là sự tôn trọng, sự tự hào và lòng trung thành của người dân Philippines đối với đất nước của mình. Và bên cạnh đó thì lá cờ Philippines không chỉ là biểu tượng của đất nước mà nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu thương của người dân nơi đây nữa. Trên lá cờ Philippines còn có hình ảnh một ngôi sao và một nửa vòng tròn màu đỏ. Điều này tượng trưng cho hai miền Nam và Bắc của đất nước, tình yêu thương và lòng hiếu khách của người dân Philippines không chỉ dành cho miền Bắc hay là miền Nam mà là dành cho toàn bộ đất nước. Và họ luôn hy vọng rằng tình yêu thương này sẽ giúp cho đất nước của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trước. Và cuối cùng, lá cờ Philippines không chỉ thể hiện sức mạnh và lòng trung thành của đất nước mà nó còn thể hiện sự đoàn kết và tôn trọng giữa các tộc người địa phương nữa. Trên lá cờ thì có 3 ngôi sao, một cánh đồng lúa thể hiện cho 3 khu vực chính của đất nước ở Philippines. Và 3 ngôi sao này cũng thể hiện 3 yếu tố chính của đất nước, bao gồm chính trị, văn hóa và giáo dục. Nói tóm lại, lá cờ Philippines không chỉ là biểu tượng của đất nước không đâu, mà nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và lòng trung thành của dân tộc Philippines. Và nó còn là niềm tự hào của người dân nơi đây, tượng trưng cho tình yêu thương và lòng hiếu khách của họ đối với những bạn bè quốc tế. Và vừa rồi là nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của lá cờ Philippines. Hy vọng các bạn khi mà có dịp đến đây thăm thú thì cũng hãy tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa cũng như là nguồn cội của lá cờ Philippines nha. Và đến đây thì Duyên phải chào tạm biệt mọi người rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong series Chuyện bất ngờ về những lá cờ nhé. Các bạn đang nghe Cloudy